Số người nhiễm COVID-19 tăng mạnh đã đưa đến những hạn chế nhằm ngăn chặn virus lây lan thêm nữa tại tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Thành phố tuy hóa với hơn 5 triệu dân thuộc miền trung tỉnh Hắc Long Giang đã phong tỏa trên thực tế kể từ khi chính quyền hạn chế người và xe di chuyển hôm 12 tháng 1. Mọi người không được phép rời khỏi nơi cư ngụ và những vật phẩm cần thiết hàng ngày được các siêu thị chuyển đến. Truyền thông nhà nước CCTV loan tin, các nhân viên phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh chia phiên nhau tại lối vào khu vực này 24 giờ một ngày. Các tấm biển với dòng chữ cấm người và xe cộ bên ngoài vào được cắm khắp nơi. Hắc Long Giang có thêm 68 ca mới và 85 ca không triệu chứng hôm 21 tháng 1 hầu hết tại tùy hóa theo nhà chức trách địa phương. Một vòng xét nghiệm rộng rãi thứ hai bắt đầu từ hôm 20 tháng 1 tại tùy hóa theo CCTV.